5179 nha, chào cả nhà buổi trưa. Bây giờ 10 giờ 40 phút trưa tại Việt Nam. Lời đầu tiên thì chúc cô chú anh chị cả nhà mình luôn mạnh khỏe bình an nha. Cô chú anh chị cả nhà mình có nghe âm thanh ok thì cho em xin số 7 rực rỡ cả nhà. Đừng có quở em nữa, lát em đi đi hết tóc cạo râu của cô chú anh chị ha. Mấy hôm nay coi như là mất ăn mất ngủ lo cho Lan nên không có thời gian. Chào chị Thanh Trúc nha. Chào chị Mimi, chào anh Hai Trần. Có số 7 với ta. Chào chị Nhã Trần nha. Đây là luồng live trực tiếp nên có sự tương tác trực tiếp. Cô chú anh chị nào xem lại thì bỏ qua 2 phút đầu nha. Chào chị Lô Nguyễn Út Na thì ruột nha. Rồi từ nghiệp bà chế tôi, hôm qua bà chế tôi, bà dí theo xe của chị đẹp luôn quý anh chị nha. Có một mình mà vừa chạy mà vừa dí theo xe, vừa tay cầm điện thoại và hô vang rất là to nha. Chào lão bà giáo chủ Di Thủy nha. Thật sự đó là những cái tình cảm rất là thật quý anh chị, xuất phát từ trái tim nó mới được như vậy thôi. Bà bị bốn anh áo xanh ngăn cản là không có được cho dưới theo, nói chung là đúng rồi đó. Râu tóc quá trời hả. Thật sự thì cô chú anh chị, hôm qua thì thật sự là tối em nằm suy nghĩ lại rồi em thấy là coi như là ngày mai trở lại sáng rồi cô chú anh chị ha. Em thấy là có rất là nhiều vấn đề đó ha. Thật sự là có những cái cũng muốn tâm sự với cô chú anh chị lắm, nhưng mà nó chúng ta phải nằm trong khuôn khổ ha. Những cái cô chú anh chị thấy là mắt thấy tai nghe thì chúng ta cũng đã thấy rồi. Cái hôm qua em cũng còn một chút lăn tăn, nói chung là rất là đáng tiếc. Em thì cũng chỉ mong là ba nhân viên của chị Hằng là sẽ được án treo ha. Nhưng mà cái điều đó không xảy ra. Nhưng mà cái chung cái lớn mà chúng ta đã kỳ vọng á, lớn nhất là đã đạt được rồi anh chị ha. Tất cả mọi người đều được giảm án, đặc biệt là chị Hằng, mặc dù không có nộp đơn xin kháng cáo nhưng mà vẫn được giảm án 3 tháng. Quý anh chị thấy là chị Hằng cũng đã nói tâm sự rồi, cũng xin giảm án dù chỉ một ngày để được tôn trọng, để được coi trọng. Thì cái việc đó thì theo tâm nguyện của chị thì cũng đã đạt được rồi của chị ha. Cái này không phải là chị muốn xin thế này thế kia đâu anh chị, mà chị muốn là coi như là những cái việc làm đóng góp của chị nó còn có cái ý nghĩa và được người ta ghi nhận. Và hôm qua chúng ta thấy là có rất là nhiều điều mà coi như là cũng khá là bất ngờ. Có vẻ như coi như là trước đây là có, hôm qua giờ không ngủ rồi, trước đây là coi như là có những cái đám mây đen nó che phức bao phủ hay sao á, thì sau thời gian coi như là pháo gì hậu pháo gì bắn đưa củi vào lò thì tụm ba la đó, một số biến là coi như là những cái đám mây đen nó không còn nữa. Thì cô chú anh chị thấy là trên mặt trận truyền thông thì cả nhà thấy thế nào, cô chú anh chị thấy thế nào? Thật sự là hôm qua là coi như em để ý rất là nhiều, cô chị mình phải để ý cái coi như là nó có những cái vấn đề đó rất là quan trọng cô chị, vấn đề rất quan trọng đó ha. Mình để ý trước đây như thế nào và bây giờ như thế nào, nó có cái sự khác khác rõ ràng của chú anh chị nha. Hình ảnh đẹp không đó. Hình ảnh đẹp không, và những cái thông tin của chú anh chị, tuy nhiên thì nó không có thể nào 100% được. Có những cái như nói chung là trong cuộc sống thì không thể nào mà làm hài lòng hết tất cả được em có chị ha. Nhưng mà em thấy á,
vui nghe con vậy, vui nha. Và đặc biệt là cái tình tiết khi mà khúc cuối á, khúc cuối đó mới quan trọng đó con chị, không hề đơn giản đâu con chị nha. À, đúng rồi, chị Hằng được tôn trọng đa số trên mặt trận truyền thông nha. Đúng rồi chú, chị Trúc Phương nha, có sự khác biệt nha. Và cô chú anh chị thấy là chị Hằng cũng không có làm cho chúng ta thất vọng không có chị nghe. Ngay cả trong cái thời điểm khó khăn, trong thời điểm mà bão giông nhất nha, đang trong tình cảnh như vậy, và khi xuất hiện thì chị biết là có rất là nhiều cô chú anh chị, rất là nhiều người vẫn đang ngóng trông lo lắng cho chị, vẫn người ta coi như là người ta lo cho sức khỏe của chị, lo cho coi như chị coi như là rất là nhiều vấn đề, rất là nhiều điều. Và khi mà chị là xuất hiện như vậy thì ít nhiều gì nha các em của chị nha, và một số cô chú anh chị cũng có tâm sự em, ít nhiều gì cũng đã ngay là an tâm phần nào nha, người ta bớt lo, người ta đỡ lo lắm cô chú anh chị nha. À, chị biết được ha. À, và chị làm như vậy thì nói với em quái lắm. em có cái để em khịa mấy con lương muôn gục nó chuẩn bị vào lò vào nồi em phái à. Chị cô chú anh chị thấy rồi ha. À, thần thái như thế nào, diện mạo như thế nào à? Được như chị cao không à? Tụi bay biết cái cảnh tụi bay rồi đó nha. Chứ tao à, tao thấy cái cảnh hôm qua đó, chị cao mà đi xe đó tụi bay biết là lo đi là dừa, lo thân tụi bay đi thì dừa nha. À, nói chung á, cái gì cái thì tóm lại cái kết quả hôm qua là coi như là mừng rồi của chị, tóm lại là mừng ha. À, em nói rồi của chị, ngày mai trở lại sáng. Và mới đây thì Hà Lê là một nhân viên của chị đẹp có mặt trong cái phiên ngày hôm qua đó. À, trên kênh này thì em cũng có đăng ký hồi xưa là Hà Lê của chị ha, có một cái dòng tattoo tâm trạng và gửi gắm đến mọi người nha. Thật sự là thương của chị à, tại vì có câu nói mà như là nhất nhật trong tù và thiên tu tại ngoại á, nói chung mà một năm thì nó cũng dài của chị ha. Cũng cầu chúc cầu mong cho mấy anh em đó luôn mạnh khỏe bình an và gặp nhiều coi như là quý nhân vào chợ gặp, nói chung là chắc là coi như là chị Hằng cũng không bỏ không và em đâu ha. Rồi mà cả nhà cùng nghe nha, đây là cái tâm tư gửi gắm nha của Hà Lê mới đăng đây của chị nha. Ai cũng được giảm án là một niềm vui rất lớn rồi. Cô từng bảo ai rồi cũng phải trải qua biến cố, có khi lúc trẻ, có khi về già. Thương mến quý khán giả đã luôn yêu thương cô Hằng, thầy Quân, chị Nhi, em Tân và Hà, khắc cốt ghi tâm. Ok, đó là cái dòng tâm sự. Tại vì hiện nay mặc dù có cái kết quả của phiên phúc thẩm rồi, nhưng mà còn có thời gian bắt đầu coi như là thi hành án nữa. Thì hiện nay thì Nhi, Tân và Hà thì vẫn còn ở nhà các chị ha, giống như trường hợp Trang Nemo các chị nha. Thì cũng không biết nói gì hơn ha, không biết nói gì hơn cho chị, chúc sức khỏe rồi chúc bình an thôi. Đúng rồi, rất là thương ha. Trong một cái em nói rồi, đã từng nói nhiều rồi của chị, trong một cuộc chiến nào thì cũng phải có sự hy sinh, cho dù là bên thắng hay bên thua.
hả, đọc đọc táp của Lan hả, thì cô chú chị thấy là pháp luật rất là nghiêm minh rồi, ngay cả nhân viên trợ lý của chị Hằng cũng xử lý rồi, thì những thành phần còn lại đang có tên trong danh sách đen cũng phải xử lý thôi cô anh chị ha, ai sai đến đâu xử lý nó thôi nha. Và cái việc này á thì tôi nghĩ chị Đinh Lan thì phải trả giá thôi ha, bằng chứng video hình ảnh lời nói, thì tôi đây một người cùng quê cùng bắp đây, cùng cùng bắp đây mà cũng có những cái bằng chứng thôi ha. Thời gian thì của chị tôi nghĩ là tính bằng ngày bằng giờ thôi. Và của chú anh chị nên nhớ nên nhớ chị Hằng đã đưa được Hằng Ni, chú Trần Quang Sĩ đến nơi cần đến, thì những em này thì cũng không, tại vì á ông Sĩ và bà Hằng Ni là luật sư nhà báo ngang, rất là khéo biết lực theo chị ha. Chúng ta nghe lại một cái này cũng rất là quan trọng của anh chị nha, để cho thấy rằng coi như là phía trước vẫn còn lượt về, vẫn còn nha, hứa hẹn một trận lượt về siêu kinh điển, cầu thủ số 3 sắp xuất hiện. Chúng ta nghe nghe chị Hằng, chị Hằng nói về liên quan đến chị Đinh Lan ha. Rồi mà cái nhà cô chú anh chị cùng nghe nha. Cả nhà có nghe rõ cho em xin số 7 cả nhà. Có nghe chị Hằng nói không? Chờ đến chờ được về đến nhanh hả? Cứ từ từ. Thấy không gì ha? Rồi mà cả nhà cùng nghe tiếp nha. Cho nên ngày hôm nay bị đáp ứng là Đinh Lan mời một số tiền bồi thường, có thể bị cáo nói một câu này thì nó hơi quá đáng. Nếu mà cái phiên tòa mà bị cáo thì bà Đinh Lan thì có biết bà Đinh Lan sẽ bồi thường cho bị cáo bao nhiêu, trong khi bà Đinh Lan nói bị cáo tại Nam bị cưỡng chế, bị siết lỡ bằng chứng, bị cáo có đầy đủ và bị cáo nộp tại cơ quan công an. Mà đến giờ này thì Đinh Lan vẫn nghe áp thức và đòi hỏi những cái rất là quá đáng, thì cáo chỉ thấy là người cáo sẽ hết. Không phải bảo vệ quyền lợi thật của các chúng tôi chứ. Trong vụ án này thì của bà cháu về vấn đề đó thôi. Dạ. Còn thì có hàng không có kháng cáo về cái đề này. Nhưng mà bà này nói là tôi cho bạn chứ không có cái nhà nghe lần nữa đi. Ở đây tốt xe chạy nó hơn. Tất cả bị cáo đều phó thác cho tòa Minh Nguyễn. Cho nên ngày hôm nay bị đáp ứng là bà Đinh Lan mời một số tiền bồi thường. Có thể là bị cáo nói một câu này thì nó hơi quá đáng. Nếu mà cái phiên tòa mà bị cáo kiện bà Đinh Lan thì có biết bà Đinh Lan sẽ bồi thường cho bị cáo bao nhiêu, trong khi bà Đinh Lan nói bị cáo tại Nam bị cưỡng chế, bị siết lỡ bằng chứng, bị cáo có đầy đủ và bị cáo nộp tại cơ quan công an. Mà đến giờ này thì Đinh Thị Lan vẫn ngang nhiên áp thức và đòi hỏi những cái rất là quá đáng, bị cáo chỉ thấy hình người. Nói chung á, tóm lại nói cái này em sẽ đăng trên tác và đăng trên
trang fanpage của em, Minh Chính TV. Có gì của chú anh chị cả nhà nghe sẽ rõ hơn. Nói chung một số anh chị thì nghe rõ, nhưng mà một số anh chị thì chưa nghe rõ. Nói chung là tóm lại cái ý trong đầu video này, đó là chị Hằng nói là chị Hằng không có lôi co về vấn đề liên quan đến tiền bạc, tò khóa làm sao thì chị Hằng chấp hành như vậy. Nhưng mà hôm nay nói chị Hằng là hôm nay là cái phiên tòa này, bà Đinh Lan vẫn yêu cầu rồi bồi thường một số tiền vô cớ gì đó. Thì chị Hằng có nói rằng nếu mà ở phiên tòa sắp tới, và phiên tòa tôi đã nộp đơn kiện Đinh Lan với tất cả những cái bằng chứng đầy đủ cho công an về vấn đề mà Đinh Lan nói là siết nợ rồi liên quan đến Đại Nam này kia, thì cái số tiền mà ảnh hưởng đến những cái thiệt hại của bên phía Đại Nam thì Đinh Lan có bồi thường nổi hay không nha. Không có đôi co, chị Hằng không có đôi co nha. Và hiện nay cô chú anh chị biết là đơn của chị Hằng đối với Đinh Lan là đã có ở công an rồi, và chị Hằng phát biểu tại tòa là không thể nào mà nói dốc nói láo được cô chú anh chị nha. Và vấn đề liên quan đến Đinh Lan thì đã được báo công an và một số báo chí khác, người ta đã công bố là hiện nay là công an đang trong quá trình thu thập tài liệu điều tra, đang trong quá trình giám định video. Thì cô chú anh chị nghĩ coi, bên phía pháp lý của chị Hằng, bên phía những người mà trợ lý liên quan đến công nghệ thông tin của chị Hằng, bên phía đó thì không lẽ người ta không thu thập được những cái bằng chứng lời nói của Đinh Lan hay sao? Hàng Ni và ông Trần Văn Sĩ khó thế cũng phải cúi đầu trước pháp lực. Nên cả nhà chúng ta cứ bình tĩnh, từ từ ha. Nhiều người nói là con tốt, con tốt này nó có nhiều điều, nhiều cái lắm, nghe nó lạ lắm các anh chị nghe. Nhiều khi phan thủng con tốt này mà nó ra được một đống xe pháo tướng sĩ tượng ở phía sau đó nha. Nên là coi như là cạn lắm. Tại sao có những cái, những đoạn video, những lời nói của Đinh Lan rõ ràng rồi, nhưng mà đến giờ này vẫn chưa có chị, vẫn chưa, thì cứ từ từ đó chị ha. Cái kết xong của vấn đề của chuyện cái vụ chị Hằng rồi, xong rồi của chị sẽ thấy. Theo quan điểm của em như vậy nha. Người ta đã tách ra thành một cái vụ án riêng rồi, là cô chú anh chị thấy là nó căng rồi. Chào anh Quang ta nha. Chốt này chỉ cần vô coi như là gõ bàn vài cái là ra hết. Dạ con mấy ông già giá vét thôi chứ ai. Đúng rồi, bên pháp lý của chị Hằng, cô chú chị biết là luật sư Lễ là như thế nào rồi nha. Nha, đừng có giỡn, đừng có đùa. Ngay cả Hằng Ni và ông Trần Văn Sĩ cũng phải chịu. Cứ từ từ của anh chị. Em thì cũng tham gia hai đời drama rồi, đời drama của thầy cố nội cũng vậy. Cũng có nhiều cô chú anh chị cũng theo đời drama, là cũng nhục chí thằng anh Hùng này kia, nhưng mà cuối cùng thì thầy cố nội và mấy thầy vẫn vào lò, vẫn vào kho, vẫn nhập kho. Em có chị ha. Chào anh Thái Hồ nghe, chào chị Hà Giang. Vui lắm, có những cái thật sự là như mở cờ trong bụng của chị nha. Nhưng mà từ từ đi của chị sẽ thấy nha. Còn bây giờ nó lộn xào ngầu rồi, ai thật ai giả gì đó thì sau này chị về đi sẽ biết ha.
mọi chuyện đâu còn con đó. À, còn em trong cái đoạn drama này em đã xác định rồi nha. À, em mà coi như là lấy chị làm chứng nha, em lấy chị làm chứng. À, và em xác định rồi em là gì, cô view cô like, búp em búp like liên quan đến đoạn drama của chị mà ha. À, và chị xác định là công ty trách nhiệm hữu hạn Một Mình Tao. À, em coi như là thật sự chỉ có chị mới đủ sức dọn được rác thôi. Em chỉ góp được một phần nhỏ nhỏ xíu xíu này thôi. Những cái đứa nào mà lên nó xuyên tạc, nó nói tầm bậy tầm bạ thôi nha. Đứa nào nói thì coi như là em lên em nói nha. Có thì nói nha, không có là thôi, không có đặt điều xuyên tạc vu khống nói bậy nói bạ nha. Rồi truyền tải những cái việc làm tốt của chị thôi nha, của chị ha. Còn mấy cái như là thành phần này á, thì chị coi như là sẽ coi là giúp từng em nha. Đúng rồi, thấy cái đá mắt thấy cái đá mắt là biết rồi, coi là có nhiều ẩn ý rồi của chị. Khoái rồi đó em, rất rồi nha. Yeah, hiểu rồi khoái rồi nha. Đó thì mình thấy chung là biết đâu mà nặng nhẹ của cho chị ha. Nói chung á, mình thấy cái sai mình lắm dám lên tiếng mình nói ha. Mình đã coi như là đã góp một phần sức lực nhỏ bé của mình ha. Còn việc lớn là có chị công ty trách nhiệm hữu hạn Một Mình Tao rồi nha. Chỉ có chị mới đủ sức thôi đó chị ha, đủ sức. Và trong cô chú chị thấy đó, trong bất kỳ như thế nào, trong bất kỳ mà thời điểm mà em nói thiệt cái đó giờ á, thật sự đó giờ chưa thấy một ai mà bị như vậy, mà khi mà ra tòa mà như vậy luôn tiền của chị nha. Thật sự quá nể của chị nha, quá nể, phục, phải nói phải phục. Không phải là mình theo chị, mình ủng hộ chị, mình nói theo vậy. Có những người người ta lớn tuổi, người ta sống hơn cả đời người rồi, có những người ta nam nhi, người ta còn nói luôn nha, người ta nói luôn. Rồi có những anh xã hội luôn đó chị nghe, nhưng mà ta hiểu chuyện, người ta cũng là tâm sự với em luôn đó chị. Ta nói thật sự anh phải nể luôn, anh phải nể bả. Không hề đơn giản đó chị, không hề đơn giản. Bây giờ thì đa số rồi mấy con lương nó tức tối, nó giãy giụa thôi, chứ nó không có làm gì được hết. Tức lắm, thật sự tức lắm. Nó cài cú, nó đi tiêm 10 năm nữa cho đẹp. Ủa, đi hay không là do lực pháp quyết định, do cơ quan chức năng quyết định, chứ không phải do tụi bay nha. Giảm 3 tháng đó, tụi bay thấy không, không cần nộp đơn, giảm 3 tháng. thấy không cái đẳng là chỗ nào ấy. Nộp đơn giảm là bình thường như mấy cưng, đâu có nộp đơn đâu. Cay không, tức không, tức là làm gì nhau à? Phải chỗ đó đó, phải phong cách đó đó, đó. Đúng không cả nhà? Lương nào vô chịu tập tới là có vấn đề rồi. Chuẩn bị coi như có biến lớn rồi. Hai đổ tàu danh, hai con khỉ mốc. Chịu tập tới là nghe công bố giảm 3 tháng. Hãy
con chim tu hú nó chuẩn bị để bay là sao hả? Rồi nhá, là sao? Tức lắm, tức làm gì nhau hả? Bà Hằng từng nói câu có ghét cũng phải phục, chơi là phải chơi khác vậy đó, chơi nét vậy đó nha. Thấy nét, thấy nét không? Quá nét, ra là kêu là không có đủ thừa hết nha. Tôi là trưởng thành rồi nè ha, tôi đủ nhận thức được, không ai có thể mà sai khiến tôi được nha. Tụi bay có thấy người nào không? Thấy người nào không? Đi trên xe hai mấy chỗ không? Chào không? Tụi bay gỡ trái tim không? Thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Mày tới số. Quá thiệt. Vậy dụ không có chạy đâu được hết nha. Hâm vợ vậy chạy đi đâu hâm vợ? Tự nhiên cái giờ có con Lương vô đây nó nói ngu, nó ngáo, nó ngục hả? Tao đâu làm gì vô, tao đâu làm gì vô vi phạm pháp luật đâu mà giơ tay đó để vào T30 hả? Cái này cái kia, ủa mày ngáo hả? Cả dòng cả họ mày ngáo hả? Thì khùng với tao đâu có khùng mày. Tao nói đúng. Có cái lũ tụi bay nè, mai mốt đi cái đống cái lũ cái làng nè, rồi thử lúc đó như thế nào nha. Tụi bay cái thành phần á, công an đang điều tra nha. Đó danh sách về mắt công an ta có đó. Lâu lao. Mày ngáo vậy hả? Cái con gì nè? Mới bình luận nè, con Lương, Lương quỷ, Lương này nè. Xả chết đó coi. Đang vui. Đây con Đỗ Thí Nga gì nè. Trời đất ơi. Cha mẹ mày cho mày cái tên cũng đẹp đẽ quá mà mày ngu quá vậy. Mày ngu mày. Chỉ khi nào á ha, để coi mày điếm từ thằng nè, mày điếm từ thằng nè ha. Tụi bay thành phần gì ai cũng biết rồi, cái màu tụi bay biết rồi nha. Bắt đầu là xuyên tạc chống phá ha. Cái phiên tòa hôm qua là quá ok rồi nha, quá chữ rồi nha. Tụi bay lên nói là bị tội này kia từng em hết nha. Tao vui rồi nha, tao hỉ xả cho mày, tao dạy bảo mày chút xíu đó nha. Đúng rồi, bớt cay lại đi, giờ vô không biết nói gì, yêu cà khịa. Ủa mày muốn cũng đâu có được nha, mày cũng không có là cực cục mức gì hết nha. Cơ quan chức năng quyết định mày nha. Mày hãy chị cao cơ, hãy chị cao đi xe gì cho. Quê. Đúng rồi, đúng rồi, tụi đó xuyên tạc rồi, tụi đó tới số rồi. Nghe này là tòa án cấp cao nha. Hai mốt mấy con Lương này á, nó không có chỗ đi coi đó quý chị nha. Hôm qua nó me đó. Hôm qua nó me dữ lắm, nó me tấm hình nào xấu xấu của bà Hằng để đem về trong nhóm, trong group của tụi nó, để tụi nó hấp thụ tinh thần.
nhưng mà không có. Tức quá, tức rồi, tức quá, tức rồi. Bà chế mặc đèo mà bà chế đi tà mặc đồ đẹp đẹp dữ bái. Bà chế đi tà cái răng gì đó chiếu kỳ bái. À, ghét cũng phải một lần đúng rồi. Bà chế đi tà. Ê trời ơi, đeo bông màu đen dữ bái. Trời ơi. Đó. Hộp son hai hộp cho bái. Có người ta để ý. Ủa, nhìn niềng răng nữa, không biết có hay không, tôi không biết, tôi không để ý vụ niềng răng nha. Bà chế đi tội, đi đâu vậy tôi bấy. Đâu không thay 70 tuổi ha. Em thì không biết là có chị, tại vì mình chưa có không thể nào tiếp xúc được những cái đồ mà quý giá như vậy được, nên là thua. Nguyên hầm răng hộp giòn có không cha nội? Cha nội Trinh Hải nè. Đúng rồi, cười lấp lánh thì chiếu à. Cảm ơn chị Mai Trần nha. Chịu cái cười giảng hóa anh chị. Uống dùm gì. Ok, cảm ơn chị Mai Trần. Cái gì chiếu thì mấy đứa. Mấy đứa lường. Chiếu đuôi mắt mấy lường hết mẹ. Hay lắm cô Trinh chị ơi, vui lắm nha. Thiệt mà tôi nhìn kỹ lắm ha, có không? 3 tuổi cái lá mít đó. Có niềng răng hả? Có răng không? Bắt lương thông hầm rất bị nghẹt, rất hiệu quả hả? Thì cái em không có phái ăn thịt lương cô chị, lương mà lương cũng mắc không, lương à, giá nó cao hơn thịt heo nhiều, 1 ký cô chị nha, 1 ký nó tới 200-300 là thịt heo 1 ký có 100 mấy à, nhà thịt ngon á, cá lóc đồng cũng rẻ hơn lương nữa, con đậu con mai mới tiệt, đá lông nheo là biết rồi đó, đá mắt là biết rồi đó. Đeo một tay hai cô xoàn đó, cái đó có. Yeah. Cái gì đính học xoàn mà đính lên găng nguyên hàm được hả? Em nghĩ cái đó là kim cương chứ. Nó mới chói mới sáng vậy chứ. Hôm qua chị Lan chị làm nhiều cái lắm nè. Nhưng mà chị biết rồi, chị biết cái thân phận của chị rồi, khen có chị nha. Chị biết cái kết của chị rồi, nên một người á khi mà cái là ra với cái vị thế mà mình đi kiện người ta mà mình thấy ngó qua cái gương mặt lo âu rồi bên đây thì người ta cười, người ta nói, còn trời đất ơi nhìn cái cảnh thiệt cô đơn thiệt, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Hột sòn hết chỗ đeo trong răng luôn hả? Đúng rồi chị Lo Nguyễn, chị hàng sống rất là tình cảm ha, mấy đứa em mình ra rồi lâu ngày gặp lại động viên rồi ha. Lấy tay cái tay hoàng qua thể hiện sự che chở của chị ha.
À, từ bắt đầu sau cái phiên này từ ngày hôm nay thì tôi không biết cái 22 giờ có chuyện gì xảy ra hay không nha. À, tại vì dài dài lắm. Dài lắm. À, sớm tao mừng. Và cô chú anh chị cả nhà thấy là chị tôi á, chị tôi vẫn vẫn cái quyết tâm dọn rác nha, qua những cái thông điệp, qua những lời nói nha, trong quá trình xét xử nha. Chị tôi nha, khó nhất chị tôi đã làm rồi nha. Đúng rồi, nói chung là vẫn bồi ngồi, vẫn cảm thấy cái gì đó tiếc tiếc cho ba nhân viên nha, ba trợ lý. Ok, nói chung là nếu mà ráng một năm ráng cải tạo tốt thì cô chú anh chị nghĩ chắc, em nghĩ chắc cũng mấy tháng cô chú anh chị ha. Mấy mấy em này thì nó cũng không có vi phạm gì, vấn đề gì mà dữ dội cô chú anh chị ha. Mình nghĩ là coi như là vô đó thì người ta cũng sẽ coi như là có cái sự mà coi như là đối đãi khác thôi các anh chị nha. Mấy thằng bay không có đủ tầm đâu ha, không có đủ đẳng cấp đâu, đừng có nói nhắc gì tới ông Dũng ha. Quay không có cửa, tôi quay giải dùa hả? Đó thiệt nha. Chưa, ba nhân viên chưa thụ án nha, chưa thi hành án nha. Không biết thời gian thi hành án lúc nào đâu. Thưa thì chị Hằng thưa rồi, nộp đầy đủ hồ sơ chứng cứ rồi. Rồi, phim sắp chiếu vào ngày chính xác nha. Trận lượt về siêu kinh điển sắp bắt đầu rồi. Hy vọng là coi như là trước Tết thôi, mình hy vọng ba nhân viên trước Tết rồi cũng sẽ về. Điều đó cải tạo tốt, chấp hành tốt, với lại cái tội vi phạm nó không phải cái gì là kinh thiên động địa có gì ha. Ai không xuống tòa thì đừng nói là ủng hộ chứ hạn. Thì vàng thiệt vàng giả thì hay không thì quá trình qua quá trình là biết rồi nha. Ngày hôm qua có cả những cái thằng mà trước đây chị Hằng có biến gặp nạn, nó cũng lên đó nó câu like câu view vậy hả. Ngay cái thời điểm mà khó khăn nhất bây giờ coi như là có dấu hiệu coi như là sắp coi như là đại thắng rồi, coi như là nó quay trở lại làm khí thế quá nha. Kể ai làm cái gì cứ làm, vàng thiệt vàng giả thì từ từ nó xuống lồi ra thôi, cạn đìa mới biết lóc dê. Cái gì nó cũng phải quá trình mấy cưng ơi nha, cái gì nó cũng phải quá trình chứ không phải là một thời điểm nha. Thấy coi như là cái gì nhà có chuyện vui, sắp có chuyện vui á thì bay vô làm khí thế lắm, khi mà có chuyện buồn á thì như thế nào nha. Ông bà đã nói rồi đó. Cuộc đời cuộc sống á, khi mình gặp nạn mới biết đâu là thằng khốn nạn, biết đâu là thằng bạn nha. Chị là một người có tâm có tầm nha. Đó. Yêu thương hay không á là do cách thể hiện của mọi người, có người thể hiện cách, mọi người có cách thể hiện khác nhau nha. Thank you.
thịnh hả? Đúng rồi, chị Long Nguyễn em phò thịnh á, đòi, đòi mà người ta phò thịnh chứ không phò phò si nghe. Khán giả biết hết nghe, khán giả mà có lý trí thì ta biết hết, còn khán giả mà ngu ngu ngờ ngu ngờ ngơ nghe thì thua nha. Trước khi mà phiên tòa diễn ra, cái người có quyền lợi liên quan nó có những cái lời nói với chị nào, tại sao mà không có đưa lên hả? Đưa lên cái đó rồi rất là có lợi cho chị đó nha, rất là có lợi cho chị đó. Mà cái đầu nè, chứ không phải chứ không phải là ai vậy? Vé số của anh chị nha, vé số của anh chị em ủng hộ với số em thì em có hai cái thời gian của chị nha, hai cái thời gian, hai mốc thời gian là khi của anh chị chốt thì 12 giờ em sẽ chốt, từ đó tới chiều em sẽ, nếu mà còn em sẽ chốt lần lần, chứ không phải là em chốt từng người chắc chết em ạ. À, của anh chị có gì thông cảm cứ nhắn đó đi, rồi xong cái 12 giờ em coi lại em chốt một lượt, xong cái tới 2 giờ em chốt một lượt, rồi tới giờ cuối em chốt một lượt. Lúc chị gặp nè, tôi nói chốt mất tiêu hả? Ra tòa ồn ào ha, nói chung là cũng được đi nha, nhưng mà nó hơi bị lố. Qua thì để giành lợi đi nha, thế nào cũng có ngày chị ra nha. Và cái chỗ đó cơ quan chức năng tại sao người ta bố trí lực lượng với anh chị đến để ủng hộ, vì thương chị mà đến thì khác, có những người ta không có, nói chung là người ta đến vì cái tâm của chị, có những anh chị, những cô bác, người ta không có làm về liên quan đến Bill Lai ở xa, nhưng người ta vẫn tới, đó là cái tình cảm thật. Còn mấy cái thằng vì Bill Lai ăn ngập mồm, ngập miệng đó, khi mà chị có biến thì sao? Đó, cái bản chất của nó đã lòi ra rồi, đó là khác, nghe không chị nha, đó là khác. Tỉnh táo là tò hoặc mắng được sư Linh Lan. Cô Hằng á, chị Hằng á là một người chơi nét nha, không có chơi bẩn bựa, chơi dơ, không có ngáo mạn, không có ngáo mạn nha. Mặc dù người ta đã làm được những cái chuyện gì tới đâu rồi nha, đã biết hiểu cái vị trí của mình nha, mình lên đây là để cân bằng thông tin, để phản biện lại mấy con lương, để lan tỏa những cái việc làm giá trị của chị, những cái việc làm của chị có ích của chị đó. Và nên nhớ chị nói là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao nha, chứ ai đừng có ai mà đưa ai tỏ ra gì hết nha, đừng ai tỏ ra gì hết, chỉ có chị mới đủ sức để mà đưa mấy em lương kia bên kia về thế giới bên kia vô nồi thôi nha. Còn đừng có chê nghe, trời ơi, đừng chơi anh chốt, anh chốt, chốt cái gì đó, anh chốt nhiều của chúng chị nó anh chốt, chốt gì đó, chốt giờ bán rượu gì đó, trời ơi anh chốt đó, còn nhiều khi phan thủng con chốt đó mà ra rồi nhiều con xe, con tướng này, yeah, đây, yeah. Chứ không phải tự nhiên đâu, không phải tự nhiên mà cơ quan chức năng đến giờ mà chưa thấy gì đâu,
với lại không phải tự nhiên cái bà này á, tự nhiên cái nhảy vào mà bây giờ nói những thông tin mà không đúng, coi như nó nói hoài luôn quý chị. Mặc dù là có danh sách trên báo công an rồi, rồi coi như là mặc dù là người ta cũng đã đi chấp hành án tù rồi, nhưng mà vẫn còn nói hoài, vẫn còn quậy, còn quậy hoài. Đấy, đấy, nuôi cho mập nghe, nuôi cho mập. À, đúng là mua hoa đến tò tặng mới yêu chị hàng cả thế giới, bao nhiêu người yêu thương không đến tò mà không là không ủng hộ à, đến để câu view hoặc thể hiện như thế nào ai cũng biết. Vậy đó, nếu mà nói đến mới thiệt tình yêu thương vậy. Ở đây đa số cô chú anh chị, đa số khán giả ủng hộ mấy chục ngàn người, có ai tới đâu. Hôm qua thì em thấy cô chú anh chị thấy là chỉ có một số nhỏ tới, chưa được em thấy là coi như là chưa được 500 người nữa nghe, chưa được 500 người nữa. Đa số những cô chú anh chị ở xa, có lại thông tin đó, thông tin người hôm qua là báo mới đăng thôi nha. Những cô chú anh chị người ta muốn đi mà người ta không đi, vậy những người đó người ta cũng không thương hả. Trên cộng đồng mạng này biết bao nhiêu người, người ta ở xa, kể cả ở nước ngoài luôn, có những anh chị ở nước ngoài luôn hả. Rồi sao nói chung á, em thì hôm qua em cũng ở coi như là cũng ở xa rồi, với lại em nghe một số thông tin ở đó là phá sóng thế này kia là không có truyền tải được thông tin ở đó, đó kiểu như cũng ở chầu trực ở ngoài thôi các anh chị, chầu trực ở ngoài thôi, không có truyền tải được thông tin, không có lên trò chuyện với cô chú anh chị được. Và em nghĩ thì cũng có một cái bộ phận một số anh em cũng đã tới đó rồi. Nói chung á, mỗi người có một cái quan điểm, một suy nghĩ khác nhau các anh chị ha. Rồi ok. Đúng rồi, chứ đừng nói vậy, đừng có nói thể hiện. Đừng nói vậy. Ok, Thí Phương, chiều hôm qua em có ra đến lúc cô về. Có cái chị gì comment là gì thua gì chị hàng thua này. Vấn đề không phải là thắng hay thua, mà được hay mất, và được là ai được, được là xã hội, là cộng đồng được, là những người yếu thế được, thần y chữa bệnh được hay không, tôi hỏi chị nha. Nếu mà nói được thì chị có bệnh hoạn gì đó chị đem đến thần y để thần y chữa nha, chị mà mai tiếng mai tiền vậy nè, chữa 9 tháng 10 ngày chị xin cái bụng của chị lên, thì lúc đó chị đừng có khóc ha. Chị đi kiếm bà hàng nha. Thần linh. Rồi vẫn những vấn đề gian díu díu mập mờ liên quan đến từ thiện. Tại sao trước đây kêu gọi ầm ầm, rất là có tâm. Tại sao khi mà bà này bả lên tiếng, tại sao khi có nghị định 93 ra rồi, tại sao lại không tiếp tục kêu gọi? Đã. Phải chăng là nước trong quá thì không có cá? Tôi đặt một câu hỏi để cho chị trả lời. Phần quảng cáo liên quan đến sức khỏe bà Hằng có nói không, quảng cáo láo liên quan đến sức khỏe tính mạng của người dân có hay không? Cát Tường lên khóc xin lỗi đó, hôm qua báo chí đăng đó, hàng loạt bây giờ là có siết chặt liên quan đến vấn đề mà lực quảng cáo rồi, liên quan đến rồi những vấn đề liên quan đến phát ngôn ăn của ông hoàng bà chúa sao. Quan trọng là người ta muốn hy sinh nha, để cho cộng đồng xã hội, để cho con cháu được nha. Ngu quá đi, nói câu đó đi về hỏi cha hỏi mẹ đi nha.
Chào anh Kiệt Trần nha. Rồi em cảm ơn cả nhà. Đúng rồi, làm YouTube là làm cái nghề của người ta, có drama thì vào làm để có view. Nhưng làm đúng nói đúng, không lừa đảo ma mị ai. Làm YouTube nói đúng thật thì được mọi người yêu thương. Chính xác, trong cuộc sống này ai cũng phải lao động để kiếm tiền à. Đừng có làm nghề bậy bạ, nghề xấu là được nha, hợp pháp. Dù là làm YouTube ở Việt Nam cũng đâu có cấm nha, không có cấm nha. Chứ không lẽ coi như phải coi như là thế này thế kia, trời đất ơi, tào lao nha. Bây giờ ai trong xã hội này cũng phải đi làm kiếm tiền vậy. Nghề chân chính là được, không có chê chê nghề này nghề kia. Thời thưởng thời 4.0, 5.0. Em nói cô chú anh chị, trước đây có thằng bạn nó chê, nhỏ bạn nó bán hàng online này kia. Tao nói trước đây em cũng chưa có lên YouTube, tao nói bán hàng online là cái thời phát triển 4.0, nói chung là thời thượng đó. Mày đừng có nói vậy, mốt là coi như là nó qua mặt dèo dù á. Mặc dù á, nhỏ bạn đó có vậy, nó bán liên quan đến đồ ăn thôi ha. Bánh trái này kia thôi, nhưng mà khi nó xây dựng được một cái trường uy tín đó, bây giờ tất cả cái đám tiệc gì đó là người ta đặt đồ của nó không, giờ nó giàu cái ghê luôn. Còn cái thằng kia bây giờ nó bán, nó bán offline, bán tại chỗ mà nó không có thay đổi, nó cái tư tưởng không thay đổi thì nó thua xa rồi ha. Thiệt luôn á, giờ cái nhỏ nó giàu thấy ghê luôn. Tại vì nó làm cái như là gần cả chục năm rồi, nó tạo cái uy tín rồi. Chứ là bây giờ thời buổi công nghệ, mọi người ta lên Facebook, là ta lên Zalo của anh chị nha. Ta thích coi như là coi có hình ảnh luôn, là liên hệ đặt luôn nha. Trời ơi, nó làm không hết luôn, bây giờ nó làm không hết luôn. Đơn giản, nó làm đơn giản nha con chị nha. Chỉ là liên quan đến bánh trái, bánh ít, rồi bánh tét, rồi cái gì lúc trước thì có làm trà sữa, không biết có làm trà sữa không, sau này nó liên quan đến bánh rồi này kia mà nó làm không hết luôn nha. Tại vì bán hàng online người ta bán được cho rất là nhiều người, người ta có thể tiếp cận quảng cáo nhanh gọn lẹ, bán khắp nơi luôn nha. Như em đây em có bán qua tới Mỹ luôn nè. Ok rồi em Phương Lê chán thì đi chỗ khác chơi đi Phương Lê nha. Không nói em có nội dung gì, nãy giờ ta nói gần cả tiếng đồng hồ rồi, 54 50 mấy phút rồi. Đây là lên tâm sự ta nói chuyện rồi nha. Thì ba chàng giờ ấy ghê hả. Rồi ok, em cảm ơn cả nhà, cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Cả nhà ủng hộ em nhớ cho em một like nha. Người ta hơn ngàn mấy, người ta nói mấy ngàn người nghe mà chán. Còn bà thử bà lên mà nói đi. Trời đất, quỷ thần ơi, ngáo mày. Ừ, qua Lan đi, qua Lan chơi với Lan đi, Lan đang buồn đó nha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, bình an. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video sau. Trong quá trình trò chuyện thì nếu có vấn đề gì, cô chú anh chị cả nhà thông cảm nha. Mấy đứa cưng lương lạo là qua tâm sự động viên chị Lan đi nha. Chị Lan mất không có 3 tỷ, mất 3 tỷ chị Lan buồn lắm. Thấy hôm qua vô ngồi thấy không? Ngó qua bà Hằng rồi. Tội nghiệp hết sức, tội nghiệp dữ lắm rồi nha. Cảm ơn cả nhà. Chào và hẹn gặp lại.